Chào thầy và các bạn, mình là Hoàng Phúc, lớp IGH44, Anh Giang chuyên ngành Thầy Nguyên. Hôm nay mình xin trả lời câu hỏi số 7. Glomerular damage allows what substance to enter the urine? Có nghĩa là cầu thận bị tổn thương thì cho chất gì đi qua và vào được nước tiểu? A. Protein. B. Bile, có nghĩa là mật. C. Neutrophils, là bạch cầu trung tính. D. Lipids, là chất béo. Thì trả lời câu hỏi này mình phải hiểu về cái tiểu thể thận. Tiểu thể thận nó bao gồm hai cấu trúc là tiểu cầu thận, gọi là cầu thận glomerular và bowelmen. Thì về cái chức năng của tiểu thể thận thì đây người ta nói là cái hàng rào lọc tiểu thể thận bao gồm ba lớp, là lớp nội mạc mao mạch, lớp màng đáy cầu thận và lớp tế bào có chân podocyte. Cái hàng rào này thì nó cho nước, các ion và các phân tử nhỏ từ máu đi vào khoang bowman. Các protein lớn và hoặc là tích tiện âm thì không được vào cái khoang bowman. Từ đó giữ các protein này ở trong vòng tuần hoàn. Thì từ đó các cầu thận bị tổn thương thì nó sẽ để cho các protein đi qua và vào được nước tiểu. Cho nên là câu trả lời của mình là câu A, protein. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.